hóc búa này. Khách mời của chúng tôi hôm nay là nhà báo Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao động từ năm 1988 tới năm 1994. Trước tiên, ông cho biết ý kiến của ông về thực tế của 16 chữ vàng mà dư luận đang rất chống đối hiện nay. 16 chữ vàng, nội dung của nó là tức là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Thế đó là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, mà cũng là nhiều nguyện vọng của nhân dân Trung Quốc. Thế thì là nhân dân Việt Nam phải làm cho nhân dân Trung Quốc thấy rằng đó là nguyện vọng chung. Những người cầm quyền Trung Quốc cực biệt bợm, họ nói một đằng để mà lưu ngụ, để lợi dụng, để thao túng những người cầm quyền Việt Nam. Nhưng mà nhân dân hai nước thì chắc chắn thật sự là mong muốn điều đó. Thế thì người Việt Nam chân chính đó, kêu gọi nhân dân người Trung Quốc, quốc nhà cầm quyền của họ thực hiện cái nguyện vọng đó của hai dân tộc. Vâng, nhưng mà thưa ông, để thực hiện những điều mà ông vừa nói đó, thì bằng cách nào để làm được ạ? Vì Việt Nam so với Trung Quốc rất yếu kém về nhiều mặt, từ kinh tế, quân sự cho tới sự đoàn kết trong và ngoài nước như hiện nay, thưa ông. Mặc dù là cái lực của mình nó yếu hơn, nhưng mà cái thế của mình là cái thế chính nghĩa thì nó cao hơn. Bao giờ cái chính nghĩa nó cũng nhân cái sức mạnh lên gấp bội. Thế thì tại sao mà chúng ta lại không dám đấu tranh với họ để mà thực hiện cái 16 chữ vàng? Những vấn đề lịch sử thì mình phải công khai, thẳng thắn. Ví dụ như phía họ mà họ viết tiểu thuyết mà họ đề cao cái bọn xâm lược 6 tỉnh phía Bắc, đề cao Hứa Thế Hữu. Thế thì tại sao ta không có dám phê phán cái quyển sách đó là nó phá hoại tình hữu nghị? Những tấm bia lịch sử mà lên án quân xâm lược ở các cái tỉnh biên giới phía Bắc thì mình phải giữ gìn trân trọng chứ. Tại sao là mình được đột phá nó đi? Những cái ngày lịch sử thì mình cũng phải kỷ niệm đàng hoàng và mình phải có xã luận để nói ai đúng ai sai. Vì phía bên kia thì họ là ra rã, thậm chí họ khiêu khích mình. Còn ở đây là mình chỉ nói đúng cái sự thật, rút ra những bài học lịch sử để cho nhân dân bình và nhân dân Trung Quốc biết. Ví dụ như ngày Trung Quốc xâm lược 6 tỉnh phía Bắc của mình, ngày 17 tháng 2. Rồi sao mình làm thinh, mình không nói gì cả. Cái ngày mà Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, bây giờ có khi hỏi nhân dân mình là nhiều người không biết. Thậm chí đã có những cán bộ đảng viên cho là Hoàng Sa, Trường Sa là bãi hoàng chim ỉa. Vừa qua rồi ta có cái chuyện mà hai cái cháu người Trung Quốc là với người Việt Nam ở bên Mỹ ha, đối thoại với nhau về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, cháu người Trung Quốc nó nói rất là mạch lạc. Còn cái cháu Việt Nam của mình thì chỉ biết nói rằng là Hoàng Sa là của mình rồi, không có lý lẽ gì hết, rồi khóc rồi sùm mền là bỏ cơm. Thì đó là cái lỗi của ta là rất là lớn. Chính là vì nhân dân mình không biết, cán bộ mình không biết, mà làm cho cái thế chính nghĩa của mình nó bị che lấp. Không có khơi dậy được cái nhận thức của toàn dân thì không thể có sức mạnh. Và như Việt Nam không có hiểu cái việc của mình thì làm sao mà thế giới người ta ủng hộ mình. Thưa ông, chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc hình như không được nhất quán, khi mà một mặt Việt Nam vẫn ca tụng tình hữu nghị giữa hai nước và khái niệm vì đại cuộc vẫn được đưa lên hàng đầu trong những văn bản chính thức của hai nước. Tuy nhiên, cũng chính Bộ Ngoại giao khi lên tiếng về vụ Trung Quốc bắt giữ ngư dân và tổ chức du lịch Hoàng Sa vừa rồi đó, thì đã nhiều lần dùng cái từ rất nặng là phi pháp. Mà một nước khi đã phi pháp với mình thì làm sao có thể giao hảo được ạ? Tôi cũng thấy là nó không nhất quán, nó thể hiện được nhiều chỗ rất mâu thuẫn. Ví dụ như cái phim Hoàng Sa nỗi đau Việt Nam, nó có cái gì mà sai sự thật đó. Nó hoàn toàn là nói lên nguyện vọng, nói lên cái hoàn cảnh cụ thể của những ngư dân Việt Nam bị đày ải, hành hạ một cách vô lối, sai luật pháp quốc tế. Thế mà mình là không dám bênh vực, mình vẫn sợ, mình không dám chiếu. Hoặc là cái người dân của mình lên tiếng Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam, tại sao lại mình lại nghe thấm? Cái cách cư xử của Việt Nam của chúng ta đó, nó làm người trong nước khó hiểu à? Không gì người ngoài nước. Như cái lời người phát ngôn của một người giao ta vừa rồi đó, là nói là rất là mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ mà như là nó rất là sáo mòn, thành ra là nó không có sức thuyết phục. Đầu tháng 3, hai bên tuyên bố là thiết lập cái đường dây nóng giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam với Trung Quốc. Thế thì một tháng qua đó, cái đường dây nóng này tại sao nó không có hoạt động? Mục đích đặt ra của nó là rất là rõ ràng, tức là để tăng cường cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, để mà triển khai cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, xử lý thật là kịp thời những vấn đề mà nảy sinh để mà duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Thì bây giờ cái này nó đúng cái việc mà cái đường dây nóng nó thiết lập. Thì tại sao cái đường dây nóng này nó không hoạt động? Hay là nó có hoạt động? Phía bên kia có lý lẽ bào chữa cho cái việc mà họ làm. Nhưng mà ta là coi nhiều việc riêng không công bố cái nội dung đó.
Nếu không công bố thì là rất là vô lý. Theo tôi đó, nó hoạt động phía bên kia đó, lý lẽ của họ như thế nào thì mình cứ công khai ra. Tức là mình cũng tỏ ra rất là bình đẳng, rất là tôn trọng người ta, để cho nhân dân trong nước mình với nhân dân thế giới cùng nghe ai phải ai trái. Thế tại sao mình không làm cái đó? Nếu làm cái đó thì tôi nghĩ rằng là bên phía Trung Quốc là họ cũng thấy là họ đúng lý, bởi vì cái lý họ đâu có. Họ chỉ nói ngang là quyền xa là của họ, không có bàn cãi. Theo ông, nếu mà nhà nước tiếp tục che giấu thông tin, hay là nói chính xác hơn đó là họ không muốn cho dân chúng biết những thông tin mà Trung Quốc đối với Việt Nam đó, thì người dân có đồng thuận hay không? Và trong thời gian qua đó, việc che giấu thông tin này có những kết quả nào có thể thấy được ạ? Người Việt Nam trải qua lịch sử lâu dài, rất là nhạy cảm với họa ngoại xâm. Mọi động thái trong ban giao của nhà nước đều được toàn dân chăm chú lắng nghe, thẩm định. Do đó mà nếu chúng ta không có một đối sách minh bạch đối với Trung Quốc, ứng phó từng trường hợp như lâu dài có những biểu hiện bất nhất, nhiều khi là nhượng bộ vô nguyên tắc, thì cái tình trạng đó là gây ra nghi hoặc, gây phân tâm trong đảng viên, trong cán bộ, trong nhân dân. Mà lẽ ra trước cái tình thế hiện nay đó, mọi việc làm đều phải nhằm đoàn kết được toàn dân tộc, nhất trí để chống lại cái kẻ thù bên ngoài. Chúng ta có những chuyện rất là đáng buồn, ví dụ như đảng viên Nguyễn Chí Đức đi biểu tình, bị bắt, bị lôi như là súc vật, bị đạp giày lên mặt. Các trí thức, các nhà văn hóa hàng đầu đi biểu tình chống Trung Quốc gây hấn cũng bị xếp một rõ với bọn phản động, yêu cầu đính chính, xin lỗi cũng không đính chính, không xin lỗi. Những cái buổi mà tổ chức thuyết trình về Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng bị ngăn cản. Những buổi chiếu phim Hoàng Sa nổi đau Việt Nam gần đây thì cũng bị cấm đoán mà không có giải thích. Tất cả những chuyện đó gây một cái hiệu ứng tâm lý rất là xấu, phá hoại cái sức mạnh đoàn kết của dân tộc, rất là nguy hiểm. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những cái biểu hiện trong cách xử lý của hệ thống chính quyền cho thấy rằng là các nhà chức trách Việt Nam có những biểu hiện không tin dân, thậm chí là sợ dân, cho rằng dân có thể bị bọn phản động nó xô dục lôi kéo. Đó là một cái nhận thức rất là lạc, gây tác hại rất lớn nếu như không có mau chóng khắc phục được. Xin quay trở lại với vấn đề đang bức bối hiện nay, đó là theo ông thì Việt Nam cần phải làm gì để việc bắt giữ ngư dân của Trung Quốc đó phải chấm dứt trong khi chờ đợi một giải pháp chung do quốc tế đưa ra nếu có ạ? Lẽ ra đó, ta là có một cái văn kiện chính thức của chính phủ Việt Nam nói về cái chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa có đầu có đuôi, để làm một cái văn kiện cơ bản. Và ta trên tất cả các diễn đàn trên thế giới, không phải là chỉ ASEAN, phải đấu tranh với họ về vấn đề chủ quyền của chúng ta ở hai quần đảo này. Nhưng cái việc mà bắt ngư dân cho tới nay vẫn chưa thả đó, thì tôi nghĩ là đã đến lúc mà mình phải đưa cái này ra trọng tài quốc tế. Mình phải công khai đòi hỏi phía Trung Quốc, nếu mà song phương để đối thoại về cái chủ quyền Hoàng Sa thì phải có tiếng nói yêu cầu họ trả lời dứt khoát. Nếu mà song phương không được, trong thời hạn nào đó phải có thời hạn để tiến hành đấu tranh ở đa phương, chứ không thể nói cho qua như là nói rồi người không biết đến bao giờ là cái thời hạn cuối cùng thì không thể được. Xin cảm ơn nhà báo Tống Văn Công đã dành thời gian cho chúng tôi trong ngày hôm nay.